Xin chào ngày mới, cứ mỗi ngày mới là một cuộc hành trình mới. Tuần TV xin mến chào quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2024 dương lịch. Và sáng hôm nay, cuộc hành trình của Tuần TV tiếp tục hành trình vận chuyển tổng quan 5 con 3B về cho các vị khách ở Phú Yên. Ngày hôm kia thì mình cũng có một chuyến bò về Phú Yên 11 con thì nó đòi full xe, với lại nó không đủ bò nên là ngày hôm qua mình về mình mua tổng quan được 5 con. Sáng hôm nay mình trả đơn cho các vị khách Phú Yên xem. Thì ngày mai mình có một chuyến bò về Esup Đắk Lắk. Và cuộc hành trình của mình giao 5 con 3B này như thế nào, cũng như là tất cả các cuộc hành trình trong những ngày vừa qua mình giao bò ra sao, thì mời quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi đăng ký kênh, theo dõi thường xuyên những video trên kênh của mình, để cuối tháng âm lịch, có nghĩa là ngày mai mình giao bò Đắk Lắk xong thì mình về mình nghỉ cuối tháng vài hôm, mình làm video chi tiết công khai trên kênh để quý cô chú anh chị, quý bà con tham khảo. Và cuộc hành trình ngày hôm nay như thế nào, giao 5 con 3B này cho hai vị khách trong Phú Yên ra sao, thì mời quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi theo dõi hết video để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tuần TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý cô chú anh chị. Thì mới bắt đầu và kết thúc cuộc hành trình này chắc chắn là cuối ngày. Kính chúc quý bà con, quý cô chú anh chị luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc chăn nuôi của mình luôn được thuận lợi. Và đón xem hết video cùng với mình nhé. Bắt đầu nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi, trước màn hình quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi là tổng quan 5 con 3B đứng trên xe như thế này. Đó thì gồm có một kẹp cực kỳ đẹp đứng phía sau rồi, hàng nhỏ tiền. Nó chỉ có 35 triệu một kẹp như thế này thôi. Đó. Còn ở trước thì ba con hàng lỡ lớn đó, thì mình giao cho hai vị khách. Đó thì người hai con phía sau đôi thì mình giao ở Phú Lâm. Còn ba con phía trước kia thì mình giao về ở Hòa Định Tây hay sao á. Đó thì tổng quan đem con như thế này mình giao xem. Thì mình về ngày mai mình có một chuyến bò về Đắk Lắk nữa. Thì mình về mình nghỉ cuối tháng vài hôm. Đó, rồi mình biên tập những video mà từ giữa tháng tới nay mình làm không kịp. Vì là mình đang bận sửa lại cái nhà, là cái máy tính của mình nó cũng gặp một chút trục trặc mới gửi bảo hành vừa xem. Thì mình về nghỉ cuối tháng thì mình làm video full hết trên kênh để quý cô chú anh chị, quý bà con tham khảo. Rồi thì bây giờ mình đi giao bò rồi mình quay chi tiết hơn để bà con xem. Dạ dạ rồi em khó lại rồi. Khu trong này em giao cũng nhiều lắm, đền rộn phu lễ cái em giao mái nhà hả? Dạ. Ngày hôm kia em giao ở chỗ ga Đồng Tác đây nè. Mà ông ngày hôm kia nó đòi xe như thứ hai nữa là chỗ không hết. Xe đó đi ít ít không này. 10 con, 11 con thì chắc còn nhiều không được. Kẹp đó nuôi thôi đúng bài luôn vậy. Rồi cao dài. Đi xuống. Nuôi thử bò của Tổng TV anh em thử coi. Đi. Dạ em đem bẩn em lượm nhị nhị vô. Đi đó, vào đây là Phú Lâm, trong nhà thờ Phú Lâm chút giao cho ông anh mua lần đầu, kẹp nhỏ tiền 35 triệu hai con cao dài đẹp. Hai con này em bắt một chuồng luôn này anh. Dạ dễ, dễ nuôi. Đều như nhau hết. À, ném lại anh đi trước á, đừng để nó đi trước, nó níu chạy không lại. Nhà hồi giờ nuôi 3B chưa anh? À, hồi giờ nuôi 3B nhiều rồi. Ok, sợ hồi giờ không có nuôi 3B ấy. Nuôi bò lai không chứ còn hồi giờ nuôi 3B rồi à. Ngon có gì. Chào chị. Dạ.
Thì để chị dắt vô, mát tay để chị dắt vô nuôi cho nó nhanh lớn. Ném nhẹ nhẹ là vô rồi. Xúc. Thường đời là đa phần là da bò là cứ dắt bộ là chính, do đường nó hơi chặt nên là ít khi xì vô được. Dắt cái sợi da này trước xem nó vô. Đây, đi nó vô hết á. Vô được hết á. Đây. Đây cũng có bê rồi đây. Đi, vô vô, vô vô. Đi vô, đi vô. Thấy nó cao nó dày đã không? Bò trang thái thì nó không có binh nó lực như bò trại, nhưng mà nó được chuyện là cái khung sát của nó số nó cao nó dài. Hai con đây là mua trong đời được mấy tháng rồi anh? Tháng 8 đi nữa, dẹp nem về. Tháng 9 dẹp. Tháng 9 trụ là 8 9 tháng rồi mà. Nó chậm. Chậm lắm anh. Dưới nó bệnh biết nhưng mà nói với mình dạy tao bị ớn. Coi mình lâu mà mất em rồi. Xuống trên bò cỏ lên. Xuống trên bò cỏ thái vô cho nó ăn. Bò của em thì bắt cái hàng chân thá, dôi nhựa rồi thì nó hơi khó do nó không có chịu dôi, chứ mà được chuyện là mà hai con nó đều ghê không, chị coi chân trụ khung phách cao dài mà hai con đây sau phối một tinh nhau ra nó không có bông chỗ nào. Thường thường ba bê là nó bông đầu hoặc bông mình đồ, con hai con đây đen mung luôn đi bò phối mà. Dạ phối chân hết, em đâu có mua bò nhảy đâu, bò nhảy bò rập nuôi như bò lai chị ơi, nó không có ra thịt được đâu. Chụp bò đây thôi chứ ăn uống miễn chứ không có suy nghĩ gì. Đấy, nhiều lắm. Sợ là không có cho ăn thôi. Không có thả vô. Đấy, công chuyện cứ vậy, ăn uống là nuôi thôi chứ. Màu lớn ấy. À. Không dần dài con nào mới hứa chành banh. Con kia thì nó phê hơn, phê thịt hơn. Nó hơn ăn hết ba nữa chứ gì. Ở vô nó ăn nha, thở dậy cho nó ăn hết liền. Giờ mới giờ đi xe đêm hôm giờ nó không hơi mối, nhưng mà nó ăn uống sướng lắm. Nó còn cái chút một con còn ấy. Dạ. Sau khi đi táo cho ngay tí à? Dạ. Này đi trực chi nhỏ không? Dạ em mới một xe đó chứ còn cái trước nhỏ hơn kia em bán rồi. Còn trước là chiếc 3,5 tấn chứ. Dạ. Dạ. Đây là thôn Quán Mỹ không bà? Quán Mỹ Tây Hòa. À, phú. Chưa. Wow, ba con. Ba con đã đòi luôn á. Con giữa các bạn nhiêu, giữa nhiêu? Con giữa 21,5, 19,5, 20,5, 21,5. Con nào 19,5 này nãy không? Nó như nhau được cái nó cái bờ ngang của nó không bằng thôi, chứ chiều cao chiều dài nó như nhau hết vậy rồi á. Xuống từng con này xuống kẹp gì cũng được á. Không anh ném kẹp luôn ơi. Con này nó không chịu xuống này. Từ từ. Đây, ném kẹp cho về đi. Con kia nó lớn rồi, từ từ đi. Đi. Về nhà mới coi. Đi. Đi. Bò tính ra lỗ đồng à. Lỗ đồng 20,5 cho mấy. Ui. Con nào má anh coi không? Dần khung, dần sát, chân trụ, ném lại chứ không rỉ cũng nấu. Ngừng con. Ba con nó cao như nhiêu vậy rồi. Đường nào. Này ném hai con luôn. Tôi lùa xeo, để cho ngái nó biết ngõ nó lùa xeo luôn. Đi. Lẹm dơ lại đi. Bỏ lại canh dơ không đi đâu. Cứ lẹm dơ em lừa đi. Mày này biết sao. Chân trụ khung phách lựa cái con bò giống là nó phải trứng với con bò thịt, nó hay cứ to là thịt nhiều tiền nó. Anh tắt đi hả? Dạ. Anh ngon. Ra lại luôn, ra lại. Đi. Đi. Ném về trước rồi con này nó theo xeo. Đi đi đi. Đi kéo ra, từ không dậm bê ống gãy đồ rồi. Ê. Ừ.
Đó. Đi vô. Đi vô. Cái. Không có mũi nữa. Ông bò nhỏ sao mũi nó đeo sẹo mũi làm biếng anh chú ơi. Từ từ á. Lớn chừng nào nó phá chú xó thoải mái chứ vì cỡ đây mà đi xó nó đeo sẹo mũi nó biếng anh lắm. Đi vô. Đó. Đi xuống. Đi xuống. Ừ. Đi. Khung sát con nào nó như nhau hết ấy. Nó lớn hơn chút tiền là nó phê hơn chút vậy thôi. Ném vô đi trước đây. Nó xèo xèo. Ba con là nói chung là hàng mẹ nên ngoài đó là đa phần cứ rất man như là dòng mẹ Thái khung sát nó đi. Con nghĩ ra là lúc nào nó không to đó. Đi. Bò nuôi có xác là bán nó mới có tiền chứ còn bò nuôi mà gói nó sao là nó không có xác bán đâu có tiền được nhiều được. Đi. Đi vô. Đi vô. Đi. 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 Đi vô. Đi. Đi. Bước. Đi. À. Đi. Đi. Lẹo 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 dài lẹo dài chỗ đi trước còn lửa đi. 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 Đi vô. Là ôm hết rồi. Đi. Vô. 21 rưỡi á. 21 rưỡi. Vô. Chân trụ khung hết. 1 triệu bạc nữa mà giá trị con bò được không? Dạ, thì bò giống mà cứ 1 triệu là khác một chút. Còn cái con bò thì cái thái giả nhiều con thái nó to nhưng mà sao nó rí. Còn cái nhiều con nó nhỏ nhưng mà nó mách. Bữa hôm qua đứng 3 con giờ luôn, y bà hay không? À, 3 con cứ 1 năm vậy. Không có chứ, có nè. Mấy con này giờ nuôi, à, anh coi dàn sát, dàn chân, dàn trụ khung phách không? Dàn đây thì cao dài ngang nhau rồi được. Tầm cao tầm dài với cái dàn dai, dàn đùi là nó cân đối với nhau hết. Thì anh thay sang thì mình con nhiều tiền được. Dạ thì nói chung là cái con mà nó ít tiền hơn thì cái độ đi đúc ấy, cái bờ ngang nó thì nó không bằng được cái con nhiều tiền được. Thế còn nói về cái khung sát em lựa bò em miếng chơi về khung sát. Cái một tiền hết cánh hết không? Hết liền. Đây là ngày xưa anh biết sao không? Tiêm vaccine đó. Tiêm vaccine nó rộng lên đấy. Tiêm vaccine mấy con này giờ nuôi mới yên tâm này, khỏi bị sợ bị gì nữa hết. Nói chung là phòng chống hết rồi ạ. Dạ. Cọc dây vô cái mày không? Ba con là chống hết rồi ạ. Vô cái mày. Rồi đây giờ nuôi thôi. Ôi giời. Đồ ba con cao lắm. Cao dài. Chú ơi, ông đẹp lâu lét rồi chứ mà phải lựa hàng phải chuẩn vô còn lấy dạ, tiếng được cái dùng nữa chứ phải chuẩn cho ông dạ. Hàng dớt không đâu chịu mà nó ổng nó không vô vậy lần đầu tiên nữa mà vô mất tiếng còn tivi sao. tầm cao là ba con như nhau á. Chưa muốn ăn không? Chưa đâu, bò mới đi về chưa muốn ăn đâu. Bò về là phải để nó khỏe khoắn nó biết được chuồng trại rồi nó ăn nha. Đồ cao ngang ngon á. Ba con là căng cao ngang nhau hết. Bà giữa coi là bà sao? Bà nghe giữa nè. Hả? Coi là bà nghe giữa còn cao cũng có. Ừ. Bà nhỏ nhất còn cao cũng có. Bà kia bà ít thiệt hơn nhưng mà con đó ông mẹ của nó là bà Thái mình cứ kêu bà Thái. Nó thì sợ là nó Thái. Mày đâu la dưới. Bà này đúng bài. Thái mẹ à. Bò còn mẹ hết á, bò em bắt là còn mẹ hết á. Ở vô nút vô anh. Dạ. Khó mà đây. Mấy con đời anh nuôi lớn nó không có dài sừng được. Cái dàn bò rất manh là lớn là cũng không có dài sừng được. À. Nó dễ trụ. Nó có chân sừng mà nó cứ nó trục 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 vậy cho nó không có dài sừng. Dạ ấy là nhiều cái cánh bò miền Nam ấy về nó thường sừng dài lắm. Nuôi cái xác bò nó gọn mà cái sừng nó dài. Mấy con, ba con chỗ đồng 20 rưỡi ấy. Mấy con, dạ.
Này giá tiền từng con là 19 rưỡi hay chục rưỡi hay 1 rưỡi nha. Giá từng con. Hay 1 rưỡi. Đi, con nó đi mong đuôi khiếp. Ê. Còn nhớ. Rồi lúa dạy cho ổng luôn. Còn nhớ. Lúa cỏ dạy cho. Đợi lặng cỏ cho máy. Đợi đứng vô anh coi thử cỏ cho máy, anh clip cho máy. Chú ông dạng là ba con hàng xéo chục. Nó đi như silu mà con nó tính ra là ăn tốt ăn nhất trong lô luôn á, về đêm hôm giờ không nhớ luôn, cứ kém đầu ăn không. À, nếu ngon là tao gọi mày lại là nó nấu. Hai con đây là vừa còn nhớ này, con lại to chứ mà vừa vẫn còn nhớ này. Đêm hôm về ăn hào đi. Bò đã chéo đã chọn rồi là yên tâm nuôi chứ đừng nói chuyện mà.